Trải nghiệm thất bại, mình đã vượt qua như thế nào? Hiện tại, mình đang có một khách sạn 3 sao, một khách sạn mini 2 sao với 38 phòng ngủ, một khách sạn căn hộ dịch vụ đầy đủ tiện nghi cho thuê dài hạn và một spa dưỡng sinh. Trong 7 năm kinh doanh của mình đã vượt qua không ít thăng trầm, từ thất bại, những sụp đổ như những thành công như hiện tại. Đối với mình, gia đình là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần và tài chính để giúp mình vượt qua những khó khăn. Trong 7 năm kinh doanh của mình đã rút lên ra được 3 bài học cho bản thân: kiên trì và không bỏ cuộc sớm. Các bạn biết đấy, kinh doanh thì dựa vào vốn vay, và có lúc mình đã nợ lên đến 20 tỷ khi còn rất rất trẻ. Nếu vào thời điểm đó mình vội vàng hấp tấp bán đi tài sản và không kiên trì vượt qua khó khăn thì mình đã không có các cơ sở kinh doanh như ngày hôm nay. Không ngừng phát triển bản thân từ con số 0, mình đã phải học hỏi rất nhiều từ quản lý tài chính, nhân sự và marketing. Có những lúc không có nhân viên, mình đã phải tự làm hết tất cả. Các bạn biết không, có những lúc mình thức tới 3, 4 giờ sáng để làm việc, và từ đó mình rút rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Thứ ba và là yếu tố cuối cùng, may mắn và nắm bắt cơ hội. May mắn là một yếu tố cần thiết trong kinh doanh. Khi du lịch Quy Nhơn phát triển năm 2016, mình đã nắm bắt cơ hội và phát triển mạnh. Đến khi dịch Covid-19, mình đã trả hết nợ và trụ vững trong ngành. Vậy các bạn biết không, kinh doanh là một hành trình dài, đòi hỏi chúng ta phải luôn nỗ lực học hỏi và nắm bắt cơ hội. Cùng xem hành trình của cô nàng 9X nhé.